Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xác định giao thông là khâu đột phá, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, thu hút sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê. Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu với chủ doanh nghiệp, quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Xác định giao thông là khâu đột phá, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, thu hút sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê. Hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình đã làm mới, nâng cấp được hơn 4.200 km đường giao thông nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tỉnh đã hỗ trợ trên 270.000 tấn xi măng, làm được trên 17.000 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 2.100 km. Nhân dân đã hiến hơn 1.180 ha đất và phá bỏ hàng ngàn công trình. Năm 2011, khi Khánh Thành là một trong ba đơn vị đầu tiên của huyện Yên Khánh và cũng là xã của tỉnh được lựa chọn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đi đầu trong phong trào này có hộ gia đình ông Vũ Đức Nhãn ở xóm 2, xã Khánh Thành đã tự nguyện hiến 100 mét vuông đất. Phong trào hiến đất làm đường giao thông đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của nhiều người dân ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mới đây tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, người dân đã hiến gần 5.000 mét vuông đất giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông và các công trình công cộng phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tôi là một đảng viên, năm nay đã 45 tuổi đảng rồi, nên là nghị quyết của chi bộ là vận động các ông chí đảng viên nên là đi trước, cho nên là đất này là tôi sẽ hiến cho nhân dân để làm đường. Thấy tôi là dịch vào theo hàng rào đấy thì cả cái lối này, tức là suốt từ cái chỗ đường đằng kia đến đằng này đến vào đây, người ta cũng dịch theo, người dân đi lại là rất phấn khởi. Những con đường giao thông ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh giờ đây không những được mở rộng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà ngày càng đẹp hơn, rực rỡ hơn bởi sắc màu của những loại hoa, cây xanh. Trên các tuyến đường còn được xây dựng vỉa hè, hệ thống tiêu thoát nước, biển báo giao thông, điện thắp sáng. Những con đường ấy đã góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Khi mà đã phát triển đường giao thông tốt thì tạo cái điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân phát triển kinh tế thì nhân dân rất là phấn khởi, mà đời sống nhân dân thì được nâng lên rất là rõ rệt. Đến nay thì chúng tôi là tiếp tục là phấn đấu và duy trì nâng cao tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Để duy trì và nhân rộng các tuyến đường đẹp ở mỗi địa phương đã đẩy mạnh các phong trào, nhân rộng các mô hình như ngày thứ bảy xanh, tuyến đường tự quản, nhà sạch đường đẹp. Giờ đây về các vùng quê, diện mạo nông thôn đã đổi thay rõ nét. Người dân thực sự hài lòng, hạnh phúc với những thành quả đã đạt được từ chương trình mang lại và đang cùng nhau tô điểm cho những con đường ngày càng đẹp hơn, sạch hơn, góp phần xây dựng quê hương trở thành những miền quê đáng sống. Tiếp tục các hoạt động trong chương trình đào tạo phát triển nông nghiệp tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình đã có chuyến tham quan học tập ở Viện Nghiên cứu Rau quả Buyeo, thành phố Buyeo. Tại đây, các học viên đã được tư vấn, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc một số loại cây như cà chua, dưa lưới, dưa hấu, đồng thời được nghiên cứu việc sử dụng công nghệ nông nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất trong nhà kính với thiết bị điện tử nhằm giảm bớt sức lao động của con người, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các khu nhà kính, nhà lưới có máy đo độ ẩm của đất, không khí, phân tích nhu cầu phân bón của cây, lượng nước tưới tiêu. Với sự đầu tư khoa học nên đã tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng phát triển, ít chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng về địa lý và khí hậu, tránh các loại sâu bệnh gây hại, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là một trong những cách làm hay, sáng tạo mà các học viên có thể học tập và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi áp dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và được chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó sẽ tạo động lực cho người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Kể từ khi thực hiện sáp nhập năm 2020, Đảng bộ xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước hết là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong làm kinh tế để tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Là một đảng viên trẻ nhưng chị Bùi Thị Thanh Hường luôn trăn trở và nuôi khát vọng làm giàu, làm kinh tế từ chính nguồn tài nguyên thế mạnh ở địa phương. Chính vì vậy, chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà xưởng để thu gom hàng thủ công mỹ nghệ của người dân trong xã. Vượt qua những khó khăn thách thức ban đầu, sau gần 10 năm gắn bó, xây dựng và phát triển, cơ sở ngày càng lớn mạnh, không những mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, mà chị còn tạo việc làm cho gần 100 lao động của địa phương lúc nông nhàn, với thu nhập trung bình khoảng 3,5 triệu đồng một người một tháng. Thứ nhất, phát triển kinh tế thì mình cũng phải đi đầu, làm gương cho người dân ở địa phương. Đấy. Cái thứ hai nữa là đảng viên nữa thì mình lại phải càng làm sao mà học hỏi và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho những người dân xung quanh mình, nhất là ở trên toàn xã, am hiểu hơn về cái nghề thủ công này để phát huy. Bên cạnh việc phát triển ngành nghề truyền thống là chiếu cói, với đặc thù là xã thuần nông, Xuân Chính đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa gắn với thế mạnh của địa phương. Đáng chú ý là việc quy hoạch phát triển vùng trồng cây dược liệu, cây đào cảnh, sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã phân công cán bộ đảng viên phụ trách chi bộ thôn xóm, tiên phong gương mẫu trong thực hiện phong trào, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia. Chính vì vậy, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết hỗ trợ trong sản xuất bao tiêu sản phẩm đã được chú trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương ngày càng hiệu quả, bền vững. Trong cái thời gian tới, chúng tôi đang quan tâm đến các cái đầu mối thu mua cũng như là các cái gia đình mà làm kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, thì trước hết là phải tạo về cái quỹ đất cũng như là vay tiếp cận các cái vốn ngân hàng để cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là phát triển kinh tế về trồng trọt chăn nuôi đem lại cái hiệu quả cho nhân dân, rồi là động viên cán bộ đảng viên phát triển kinh tế và nhân đa diện rộng. Hiện Xuân Chính có hơn 30 mô hình kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng một năm, trong đó có không ít mô hình do đảng viên làm chủ. Kết quả trên đã cho thấy sự mạnh dạn tiên phong của đảng viên đã tạo đòn bẩy khích lệ, lan tỏa tinh thần để người dân học hỏi, quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình, đồng thời góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới. Trong những năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh luôn thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác phát triển đảng viên nói chung, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Đây chính là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đơn vị. Là phó chủ tịch hội phụ nữ phường, được bổ sung vào lực lượng dân quân địa phương, trong những năm qua, chị Trịnh Thị Nhung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2020, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Từ những nỗ lực thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, chị được tín nhiệm giao chức tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân cơ động của phường. Là một đảng viên trẻ đứng trong lực lượng dân quân tự vệ của phường Trinh Khánh thì bản thân tôi đã luôn luôn chấp hành các chính sách của đảng cũng như là pháp luật của nhà nước và chấp hành nghiêm các chỉ thị của cấp trên. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, hội diễn hội thao để đạt được kết quả cao nhất. Đồng thời thì về với cơ sở thì tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy đảng cũng như là chi bộ tổ dân phố để lựa chọn các thanh niên trong độ tuổi đủ tiêu chuẩn để tham gia lực lượng dân quân tự vệ, góp phần nâng cao năng lực cũng như sức chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ phường Nhân Khánh. Theo thống kê, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh chiếm gần 24%, cao hơn 1% so với mục tiêu đề ra. Để có được kết quả này, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự 8 huyện, thành phố trong tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện từ công tác tuyển chọn, gọi công dân tham gia dân quân tự vệ, đảm bảo chất lượng, đến quá trình tạo nguồn để phát triển đảng viên. Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, thì Ban Chỉ huy quân sự phường cũng đã chủ động tham mưu phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong trào xung kích đảm bảo an ninh trật tự
huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, từ đó huy động lực lượng dân quân tham gia sẵn sàng giao việc khó, việc mới để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ dân quân phấn đấu, rèn luyện, vượt qua thử thách. Tôi luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất mà địa phương giao. Bên cạnh đó thì tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự và luật dân quân tự vệ. Thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ các đồng chí dân quân tự vệ trong địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng 12 năm 2022 thì tôi cũng đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đang tiếp tục phấn đấu và rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn, các địa phương đã chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự cấp xã, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với lực lượng này, góp phần quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Kính chào quý vị, các bạn đang theo dõi mục Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Vũ Xuân Đang, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh để cùng trao đổi giải đáp những vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình, và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông là của khá nhiều khán giả trên địa bàn tỉnh, muốn ông cho biết rõ hơn về chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay. Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 73 thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chủ đề năm nay được tỉnh ta triển khai thực hiện đó là người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ. Để thực hiện tốt cái chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 thì các cấp, các ngành, gia đình, cá nhân và các tổ chức chúng ta phải triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi. Trên cơ sở đó thì chúng ta phát huy tốt trí tuệ, kinh nghiệm và những cái đóng góp quý báu của người cao tuổi trong việc xây dựng quê hương đất nước. Vâng ạ, với chủ đề người cao tuổi được phát huy vai trò và chăm sóc đầy đủ trong tháng hành động vì người cao tuổi, hội phối hợp với các cái ngành liên quan tổ chức các hoạt động gì để hưởng ứng thưa ông? Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và một số ban ngành liên quan. Ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023, tập trung vào một số cái hoạt động cụ thể sau. Thứ nhất là Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, các cấp các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quyết định 544 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thứ hai là các cái chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi. Nội dung thứ hai là Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với các cấp các ngành, trọng tâm là phối hợp với Sở Y tế để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phối hợp với các cấp các ngành để thực hiện tốt cái chăm sóc về vật chất đối với người cao tuổi. Nội dung thứ ba, chúng ta tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để nâng cao cái sức khỏe cho người cao tuổi. Ngoài cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, các gia đình, tổ chức, cá nhân, con cháu, cộng đồng dân cư và dòng họ thì chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động các cấp các ngành có cái nguồn lực cụ thể để hỗ trợ người cao tuổi và đời sống vật chất, nhất là nhóm người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để người cao tuổi có những cái cống góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Vâng ạ, cũng liên quan đến nội dung này thì ông có thể là cho biết là với cái vai trò trách nhiệm được giao, hội sẽ có những giải pháp gì để chăm sóc và
bảo vệ tốt hơn cho các đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thưa ông? Trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khoảng là gần 20.000 người cao tuổi. Đó là trên 1.000 người cao tuổi là cô đơn không nơi nương tựa. Khoảng 5.000 người cao tuổi sống trong các cái hộ nghèo. Thế rồi khoảng 7.000 người cao tuổi, gần 7.000 cao tuổi sống các cái hộ cận nghèo. Thế và cái nhóm người cao tuổi thì bản thân là bị khuyết tật. Trong cái thời gian vừa qua và tới đây triển khai thực hiện cái tháng, các cái kết quả của cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 thì ban đại diện hội người cao tuổi tập trung một số cái nhiệm vụ cụ thể sau. Thứ nhất là phải phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội để chúng ta rà soát các cái cơ chế chính sách của Đảng nhà nước đấy, để chúng ta làm sao là tiếp tục tuyên truyền vận động các cấp các ngành cùng với Đảng nhà nước để chúng ta thực hiện tốt cái chăm sóc đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cái nội dung thứ hai ấy là ban đại diện hội người cao tuổi thì tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan để chúng ta là có cái tuyên truyền sâu rộng, chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cái nhiệm vụ thứ ba cần phải tập trung ấy là chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền để từng gia đình, con cái, dòng họ phải có trách nhiệm đấy, trong việc là hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng người cao tuổi có hoàn cảnh để sống vui, sống khỏe và sống có ích cùng với gia đình và cộng đồng. Xin được chuyển sang nội dung khác ạ. Một vấn đề hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm đó là chính phủ đã đồng ý giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi và nâng mức trợ cấp hàng tháng. Nội dung này cũng được đề nghị điều chỉnh trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Sau khi mà chính phủ có cái đề xuất thì hệ thống các cấp hội cũng như là hội viên người cao tuổi, nhất là nhóm đối tượng hội người cao tuổi mà chưa có cái được hưởng các cái chế độ chính sách của Đảng nhà nước thì rất phấn khởi và tin tưởng vào cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các cái chính sách an sinh xã hội của Đảng nhà nước đối với các đối tượng nói chung, như trong đó là người cao tuổi được hưởng. Vâng ạ, như ông Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, vì vậy chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của họ không chỉ là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình và trao đổi giải đáp được nhiều vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác của chương trình thời sự. Với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu với chủ doanh nghiệp quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Không chỉ tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công, khu công nghiệp Rắn Khẩu luôn quan tâm tới sức khỏe của người lao động, khu nhà ăn, bếp nấu, đầu tư khang trang thoáng mát. Công đoàn công ty thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó đề xuất ban giám đốc có những thay đổi, cải thiện chất lượng bữa ăn phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, giá trị và chất lượng đã được nâng lên rõ rệt, từ 25.000 đồng một suất năm 2020 lên 40.000 đồng một suất năm 2022. Nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo an toàn thì yêu cầu các nhà cung cấp sẽ cam kết thông qua các cái giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm. Định kỳ một năm ít nhất 1-2 lần, công đoàn cùng với phòng hành chính nhân sự đến tận các cơ sở để mà đánh giá trực tiếp các cái tiêu chuẩn tại các cơ sở đó xem đảm bảo không. Cái quy trình chế biến ở đây đó là chế biến nhập trong ngày và dùng hết trong ngày, có nghĩa là dùng toàn bộ đồ tươi và dùng hết trong ngày, do đó không có tồn đọng, không dùng đồ đông lạnh. Trước khi vào bàn ăn thì là anh em có thể quan sát về có hai cái thực đơn ăn. Và trong vòng một tháng thì sẽ có những cái buổi tham vấn về cái bữa cơm ca cho anh em công nhân, thì để anh em đóng góp ý kiến cho công ty và công ty sẽ thay đổi khẩu phần ăn.
Với gần 800 lao động, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Nổi Hạ Long CFG khu công nghiệp Khánh Cư hỗ trợ người lao động 2 bữa ăn một ngày, mỗi suất trên 35.000 đồng, thực đơn phong phú, nhiều món. Đơn vị luôn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm như kiểm soát đầu vào cũng như lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Công đoàn cũng luôn luôn trao đổi, nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của đoàn viên về cái thực đơn bữa ăn cũng như là chất lượng bữa ăn để điều chỉnh cái thực đơn làm sao để phù hợp và đảm bảo nhất để cho cái bữa ăn của người lao động sử dụng một cách hiệu quả. Doanh nghiệp cũng đã bố trí một cái bộ phận tức là trồng rau sạch, trang bị các máy móc như làm bánh đa hoặc là làm đậu phụ, làm bánh bao, làm bánh mì, cái đấy là cũng phục vụ cho bữa ăn ca ngày của người lao động. Thời gian qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của công nhân về bữa ăn ca. Đến nay, các doanh nghiệp đã đưa nội dung bữa ăn vào đối thoại thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể. Hiện giá trị mỗi suất ăn ca trung bình từ 18 đến 21.000 đồng. Một số doanh nghiệp hỗ trợ 35 đến 40.000 đồng một suất. Công đoàn khu công nghiệp cũng thường xuyên là có văn bản đề nghị với doanh nghiệp và cũng đôn đốc các doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp là chủ động để đề xuất với doanh nghiệp để quan tâm nâng cao cái chất lượng, cái mức hỗ trợ bữa ăn ca cho người động, sẵn sàng là tìm hiểu để giới thiệu nhà cung cấp thức ăn, cung cấp suất ăn để cho doanh nghiệp tổ chức bữa ăn cho người lao động cho đảm bảo. Nâng cao chất lượng bữa ăn ca không chỉ thể hiện sự phối hợp chăm lo của các cấp công đoàn tới đoàn viên mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ tại doanh nghiệp, ổn định thị trường lao động. Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử là cuộc cách mạng về thể chế, cách nghĩ, cách làm hơn là vấn đề công nghệ. Xác định rõ điều đó, với quyết tâm chính trị cao, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền. Công dân tổ chức trên địa bàn hiểu, tin, được tiếp cận và sử dụng những dịch vụ công nhanh chóng, thuận lợi. Kinh doanh cửa hàng tạp hóa, khách mua đông nên chị Hạnh thường bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Trước kia khi cần giải quyết thủ tục hành chính, chị phải nghỉ bán ít nhất một buổi, đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp để làm thủ tục và đợi lấy kết quả. Tuy nhiên giờ đây chị có thể tranh thủ làm trên cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc của quốc gia dễ dàng bằng điện thoại thông minh. Bây giờ khi mà xin giấy kiểu như là khai sinh cho con ấy, em chỉ mất từ 3 đến 5 phút tranh thủ, em đăng ký ở trên cái dịch vụ công. Thì sau khi đó là sẽ được kết quả của em sẽ được gửi về theo một là đường bưu điện, hai là email. Sự thay đổi như trên của chị Hạnh và nhiều người dân là kết quả của quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử ở xã Khánh Cư. Để giúp người dân thấy hiệu quả thiết thực mà chính quyền điện tử mang lại, xã đã tập trung xây dựng thôn thông minh. Tại đây, máy vi tính, TV, mạng Wi-Fi được trang bị, phục vụ nhân dân đến tra cứu và làm thủ tục hành chính trực tuyến. Các tổ công nghệ số cộng đồng được kiện toàn nhân lực, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt nhu cầu của người dân trong từng xóm, thôn mình phụ trách. Căn cứ vào đó sẽ ưu tiên tư vấn, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đối với từng nhóm đối tượng. Chúng tôi đây đang có cái chương trình là đền bù giá cả đất của con đường 482E, thì là chúng tôi sẽ phân loại từng đối tượng đến gia đình, hộ nào là cần về tư vấn đất đai, hộ nào là về cần về tư vấn bảo hiểm xã hội và dịch vụ công như làm lại giấy khai sinh, cấp lại giấy khai sinh chi gốc. Dịch vụ công là sẽ ngồi ở nhà làm và sẽ gửi xuống, không phải đi lại đến những cái khu hành chính sự nghiệp để làm. Đặc biệt để tạo hiệu ứng, lan tỏa rộng rãi, giúp nhân dân tin, làm theo, xã Khánh Cư quán triệt tất cả cán bộ công chức của xã, đồng thời tham mưu các cơ quan tổ chức nhà nước trên địa bàn, chỉ đạo nhân viên gương mẫu thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên sử dụng các dịch vụ cung cấp toàn trình. Việc cán bộ công chức, lực lượng giáo viên, các nhà trường, nhân viên các cơ quan sự nghiệp trên địa bàn gương mẫu thực hiện thì nó có ý nghĩa lan tỏa đến nhân dân và hiệu quả còn mang lại đó chính là cái việc thuận lợi cho nhân dân khi làm các thủ tục hành chính mà không phải trực tiếp đến tại bộ phận một cửa cũng có thể giải quyết các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, xã Khánh Cư đã giải quyết hơn 3.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tất cả đều trước và đúng hạn. Trong đó hơn 1.700 hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến, đạt 57%. Từ hiệu quả bước đầu cách làm này,
xã đang có chủ trương thực hiện thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy. Trong ban chỉ đạo của tôi thì cũng đã có cái bản, cũng trong thời gian tới chúng tôi sẽ làm cái thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính, và chúng tôi sẽ tổ chức một ngày để công nhận các cái hồ sơ giấy để tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các bước về sau. Với quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động của chính quyền xã Khánh Cư ngày càng được công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả. Người dân tổ chức được cung cấp thông tin, dịch vụ nhanh chóng thuận tiện. Tất cả đang góp phần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số với những công dân số, tạo tiền đề chuyển đổi số mạnh mẽ trên cả ba trụ cột là kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Một tháng trở lại đây, nhiều cơ sở y tế liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Các bác sĩ cho biết dịch đau mắt đỏ năm nay kéo dài hơn mọi năm. Nhiều ca có biến chứng nặng và lâu khỏi, ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Đau mắt đỏ do lây từ trong gia đình. Người đàn ông này gặp biến chứng mờ mắt kéo dài sau 5 ngày mắc. Sau khi đi khám lần này là thứ 3 rồi, nhưng mắt nó vẫn đang gặp tình trạng bị mờ. Nhiều trường hợp bị đau mắt đỏ với biến chứng mờ mắt kéo dài, thậm chí cả tháng. Đến ngày thứ 2 thì thấy nó đỏ nhiều hơn. Bắt đầu là đi xuống bệnh viện gần nhà khám. Thì họ cho thuốc về tra thì đến ngày thứ 3, thứ 4 thì đấy thì bắt đầu thấy mắt nó mờ dần. Như là mình đi cách xa tầm 5m, 6m là không nhìn thấy gì nữa luôn. Một tháng trở lại đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận liên tục bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Tỷ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ chiếm trên 50% tổng số bệnh nhân đến khám. Các bác sĩ cho biết, ngoài các triệu chứng thông thường của viêm kết mạc cấp do adenovirus, dịch năm nay có diễn biến kéo rất dài với triệu chứng nặng nề, nhiều biến chứng ở giác mạc khiến điều trị khó khăn hơn. Giác mạc nó là một trong những cái biểu hiện của cái viêm kết mạc. Khi mà có giác mạc thì chắc chắn là mình sẽ phải điều trị, và một trong những cái biện pháp điều trị là mình sẽ phải bóc nó, sẽ phải bóc cái giác mạc ấy đi. Thì khi mà có giác mạc thì mắt sưng nề rất là nhiều, gây cộm vướng, đau nhức. Và có thể cọ vào giác mạc nữa. Và nếu mà mình không bóc và không điều trị đúng cách thì giác mạc đấy nó sẽ gây những cái biến chứng, gọi là những cái hậu quả về sau này rất là nặng nề, ví dụ như là dính mi mắt rồi là sẹo ở kết mạc. Các bác sĩ khuyến cáo với tính chất dịch lây lan rất mạnh qua các đường tiếp xúc trực tiếp, người dân cần tăng cường đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên. Ngoài ra, người bệnh không đeo kính áp tròng khi đang bị viêm kết mạc, sử dụng riêng các vật dụng cá nhân, hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người. Không nên tự mua thuốc về trà, không nên sử dụng những biện pháp chữa dân gian như xông, rửa mắt bằng lá trầu không.